Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì hôm nay lại là tiếp tục cái phần 2 của phần hướng dẫn sử dụng One X 2. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em là cái phần mềm của One X 2 nhá. Đây là cái phần mềm Instar 360 for One R, One X 2 và One X. Thì anh em hãy tải cái app này trên CH Play cũng như là App Store thì đều có sẵn cái phần mềm này nhá. Ok, mình đã cài đặt rồi và bây giờ mình sẽ mở cho anh em. Và đây chính là cái giao diện phần mềm của cái One X, phần mềm Instar này, mình gọi tắt là phần mềm Instar 360. Đó, và để mà kết nối với Insta thì trước hết là anh em phải bật cái Insta lên, thì mình đã bật sẵn rồi. Và sau đó thì anh em hãy kiểm tra xem là đã bật hết Bluetooth và Wi-Fi chưa. Đó, như mình thì mình sẽ bật hết tất cả các loại kết nối lên. Tiếp theo đó để kết nối chúng ta sẽ làm như thế nào? Anh em hãy vào cái phần máy ảnh ở đây. Đó, và nó sẽ hiện ra ba cái thiết bị có thể kết nối với cái app này. Thì ở đây là One X 2, vậy nên là anh em phải ấn vào cái One X 2 Connect này. Khi mà anh em kết nối lần đầu ấy thì ở trên One X nó sẽ hiện lên một cái thông báo, đó chính là có đồng ý kết nối với cái điện thoại không thì anh hãy ấn có luôn nhá, đừng có ấn từ chối. Đó, và bây giờ mình sẽ ấn Connect Now. Ở trên này thì khi mà nếu như nó không tự động Connect thì chúng ta sẽ có một cái là Menu Connection ở đây, Connection ở đây. Thì như mình thì mình đã kết nối rồi, vậy nên là nó sẽ tự động nó kết nối lại. Còn nếu mà không thì không tìm được kết nối ấy, thì anh em hãy ấn vào cái menu này, nó sẽ ra, ví dụ như đây này. Đó, ở trên này nó sẽ hiện ra là One X, hay cái tên thiết bị ở đây, mình sẽ ấn vào cái kết nối với Connect này. Nó sẽ tự động nó connect lại. Cái này thì nó yêu cầu tất cả wifi cả bluetooth, vậy nên là anh em hãy nhớ là bật hết lên cho mình nhá, bởi vì nó sẽ kết nối cái wifi của điện thoại vào cái wifi của cái này. Đó, và khi kết nối xong thì nó sẽ hiện cái view lên đây. Đó, anh có thể xem view trực tiếp trên này. Đó, và ở đây thì chúng ta cũng có thể đổi được chế độ góc quay, ví dụ để sang panorama chẳng hạn. Đó, đây là chế độ panorama này, 360 này. Rồi, ở đây thì anh em có thể tùy chỉnh được tất cả những cái thông số cơ bản đấy ở trên này. Đó, vậy đây là khi kết nối xong thì video và photo thì tùy thuộc anh em điều chỉnh ở đây. Đấy, chất lượng video thì anh em hãy ấn vào góc bên này. Cái app này thì khá là dễ dùng thôi, mặc dù là nhiều lúc kết nối nó sẽ hơi lâu một chút, tuy nhiên thì khi mà kết nối xong thì nó cũng có khá là nhiều thứ để nghịch. Các cái chức năng mà hãng cung cấp thì nó cũng đều nằm hết ở trên phần mềm này, ví dụ có HDR này, bullet time này, time lapse hoặc time shift. Chế độ quay video lock này, Satan hay ấy thì tất cả nó sẽ đều nằm ở đây. Đó, thì cái này là tùy chỉnh anh em nhé. Và đây chúng ta sẽ có những cái cân bằng khác. Và đây là những cái chế độ quay ở trên này. Đó, vậy thôi. Về cái này thì nó cũng khá là dễ dùng, anh em kết nối vào xong thì sẽ màu mẫm được hết. Tiếp theo đó thì phần ở đây thì chúng ta có hiện phần album, thì nó sẽ hiện hết những cái mà anh em đã quay ở trong cái máy này, trong cái thẻ nhớ thì nó sẽ hiện hết ở đây. Đó, tất cả thì đều là định dạng 360 hết nhá. Đó, đây là phần video này, phần ảnh thì anh em ấn sang bên cạnh. Đó, ở đây thì nó sẽ hiện ảnh. Ảnh của con này thì có thể quay được cả ảnh RAW, chụp được cả ảnh RAW, vậy nên là cái này thì dễ edit thôi. Anh em có ảnh RAW thì khá là dễ edit. Đó, và cái này thì nó sẽ có một cái là nó lưu cái phần dữ liệu của cái thiết bị này, nó sẽ lưu vào cái phần mềm này luôn. Vậy nên nhiều khi là nếu như các anh em mất kết nối với cái này mà thì trong app này vẫn sẽ có, anh em vào đây để mà edit video vẫn được. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn về cái phần là edit video đi. Thì ở trên này này, nó có khá là nhiều những cái, đây là gần như là một cái mạng xã hội của cái Insta luôn. Ở trên này nó có khá là nhiều video mọi người tạo ở trên này. Và cũng như đó là thêm rất nhiều phần hướng dẫn. Hướng dẫn thì ở phần nào? Đó là cả phần story này. Đó, anh em vào phần story này thì nó có tất cả những cái trick mà hoặc là những cái thú vị của cái app này, nó của cái Insta One X này, nó ở trên này hết. Vậy thì anh em có thể là lên đây và edit theo cái này. Đó, cái này thì là tùy thuộc vào anh em chọn thôi. Tuy nhiên thì trong những video sắp tới mình sẽ hướng dẫn anh em làm từng những cái trick này một. Và trên kênh đã có một vài video hướng dẫn trước rồi, đó, anh em thể lên và xem lại. Còn hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn sơ sơ về những cái cơ bản nhất của cái này thôi. Đó, và thêm nữa thì ở cái app này này, nó sẽ cho chúng ta là tắt bật cái quay có logo hay không. Đây, ví dụ như ở đây thì mình có logo nhưng mình tắt nó đi này. Và cái logo này thì chúng ta lại không tùy chỉnh được cái logo. Đó, cái logo này mà tùy chỉnh được thì chỉ có tùy chỉnh ở trên máy tính mà thôi. Còn cái logo ở trên này thì không, chúng ta chỉ có tắt hoặc là bật mà thôi. Đó, vậy như mình thì mình không chọn logo và mình tắt nó đi. Đó, vậy thôi. Nói, và đây là một số cái thông số cài đặt khác thì anh em có thể vào đây và tìm hiểu. Đó, về cơ bản của cái hướng dẫn này thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video hướng dẫn sử dụng này của mình. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.